Nhờ triển khai hiệu quả các chính sách giải pháp giảm nghèo bền vững, những năm qua công tác giảm nghèo ở huyện vùng cao Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, hệ thống cơ sở hạ tầng của các xã đã được đầu tư xây dựng khang trang và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Gia đình bà Lù Thị Dở là một trong những hộ nghèo lâu năm của xã Púng Luông. Song 2 năm trở lại đây, nhờ các chính sách hỗ trợ và sự nỗ lực của các thành viên, gia đình bà đã thoát nghèo bền vững. Hiện gia đình có 14 con lợn, 2 con trâu, đồng thời nắm vững kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Mấy năm trở về đây thì gia đình tôi đã tích cực lao động sản xuất và phát triển kinh tế, nên hiện nay gia đình đã có cuộc sống ấm no hơn, không còn thiếu ăn như mấy năm về trước. Xác định rõ tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Púng Luông đã thành lập ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo trên địa bàn, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, quy định cụ thể các chỉ tiêu theo dõi, giám sát đối với từng thôn bản, triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo. Trước khi đầu năm nhận được kế hoạch của ủy ban nhân huyện giao chỉ tiêu về thì đối với xã thì ủy ban xã cũng ra xây dựng kế hoạch ra chỉ tiêu cho các bản. Còn tại xã Dế Xu Phình, ngay sau khi rà soát các hộ gia đình muốn thoát nghèo, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân thay đổi hình thức canh tác, chú trọng đến việc đầu tư thâm canh những cây trồng mới, tạo điều kiện để họ tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, tiếp cận các nguồn vốn, mua cây con giống. Nhờ đó năm 2022, xã có 83 hộ thoát nghèo. Để triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp, cụ thể như là tuyên truyền cho nhân dân sản xuất, tăng vụ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất sản lượng cho người dân, thành lập các tổ hợp tác chăn nuôi gắn với việc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế xã hội như là các mô hình thực hiện nghị quyết 69 và các nội dung như là nghị quyết 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Trên địa bàn toàn huyện, năm 2022, Mù Cang Chải đã giảm được 7,5% số hộ nghèo. Sang năm 2023, ngay từ những tháng đầu năm, huyện đã chỉ đạo tất cả các ban ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, như tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, gắn sản xuất trồng trọt với đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng nhằm khai thác thế mạnh của địa phương. Đến cuối năm 2022 thì chỉ tiêu kế hoạch kết quả thì đã giảm được 8,51%. Thế là vượt chỉ tiêu so với lại kế hoạch tỉnh giao cũng như là huyện giao. Nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo đã giúp nhiều người nghèo ở huyện Mù Cang Chải có vốn sản xuất, có việc làm để tăng thu nhập, từng bước cải thiện điều kiện sống. Người dân cũng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong công tác xóa đói, giảm nghèo và chủ động tiếp cận các chính sách, nguồn lực hỗ trợ để tự vươn lên thoát nghèo.